Mấy đợt đi ngang cây cầu ở cửa sông, Út thấy quá chừng hoa lục bình. Bữa nay Út ghé lại hái một ít về làm vài món ăn. Mọi người cùng đi Út nghe. Mỗi người có một lựa chọn để cân bằng cuộc sống. Với Trần Thị Kim Út sinh năm 1999, đang sinh sống ở Quảng Nam, chủ kênh Út về vườn, cô quyết định rời thành phố về quê dù sau khi tốt nghiệp tìm được công việc đúng ngành với mức lương đủ sống. Kim Út bắt đầu đăng những video đầu tiên về cuộc sống ở quê của mình vào tháng 12 năm 2022. Sau nửa năm trôi qua, kênh của Út đang có gần 560k lượt theo dõi và gần 8 triệu lượt thích. Thành quả này có được là nhờ phong cách làm video giản dị, dễ thương nhưng không kém phần chỉn chu cùng những bối cảnh bình yên, món ăn ngon mắt. Cuối năm 2020, Kim Út tốt nghiệp khoa báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Hồ Chí Minh. Cô làm công việc đúng chuyên ngành với mức lương khoảng 10 triệu tháng. Sau 2 năm làm báo, Kim Út thấy mình ngày càng trưởng thành hơn, học được nhiều kỹ năng hữu ích. Tuy nhiên trong thâm tâm, nhiều lúc cô cảm thấy bản thân không thực sự cháy hết mình với công việc. Và thử thách mà Kim Út đặt ra cho chính mình là về quê sống. Đồng thời cô cũng định hướng cho bản thân vừa ở quê vừa tạo nguồn thu nhập từ việc sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Trước khi về quê, Kim Út cũng không chuẩn bị quá nhiều, về nhà có gì ăn đó, gia đình trồng nhiều rau củ. Gà vịt ngoài vườn, tụi nó đẻ trứng ăn hoài không hết phải bán nữa nên mình không cần vốn liếng gì. Bên cạnh đó mình còn được sự hỗ trợ của anh chị, nhận làm thêm vài việc freelance là có ít thu nhập để sống. Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, trong gia đình vốn làm ruộng nên khi về quê, Kim Út cảm thấy mọi việc diễn ra rất bình thường, thân thuộc. Tuy nhiên cô không tránh khỏi những câu hỏi đến từ hàng xóm, mọi người xung quanh. Vài cô chú cũng hay hỏi đi học đại học 4 năm, đi làm máy lạnh không sướng hơn hả con? Sao về làm nông nắng nôi cực khổ? Nhưng mình thấy vui với quyết định của mình vì mỗi hành trình, giai đoạn đi qua đều có giá trị riêng. Và quan trọng là mình thấy vui với công việc đang làm, thêm nữa gia đình cũng rất ủng hộ quyết định của mình. Thì cái gì con? Dạ, bình chiên giòn. Có bột hả? Có bột với trứng á. Này để cầm. Dạ xạ. Cái đó rồi. Cái này là bình sợ với... Bích tôm. Về quê làm ruộng không phải là chuyện dễ, nhất là với người không quen lao động chân tay. Nhưng với Kim Út, từ lúc rời phố về quê đến nay, cô chưa có giây phút nào chán nản hay mệt mỏi. Cuộc sống mỗi ngày của mình giờ dần giống người ở quê hơn, khác một xíu là tối ngủ muộn hơn một chút. Còn sáng mình vẫn dậy sớm làm những việc đã lên kế hoạch từ tối hôm trước, ngày qua ngày nối tiếp nhau nên ít thời gian nghĩ gì nhiều. Về chuyện kinh phí duy trì cuộc sống, kênh của Út cũng nhận được những hợp đồng quảng cáo, nhờ vậy mà cô có thu nhập ổn để sống ở quê. Ngoài ra các khoản chi phí cũng giảm bớt nhiều sau khi về quê, bao gồm cả các khoản chi của con gái như quần áo, mỹ phẩm, nhìn rộng ra. Mình thấy về vườn là quyết định khó khăn và không dễ dàng như những hình ảnh, video được chia sẻ trên các diễn đàn bỏ phố về quê. Nếu không am hiểu nông nghiệp, từ bỏ những thói quen ở phố, làm lại từ đầu ở những cái trước đây chưa biết sẽ rất khó khăn chứ không màu hồng. Nhưng mình cũng nghĩ nói nhiều không bằng bắt tay làm, có thử thì bạn mới biết bạn cần những gì, làm được hay không và có phù hợp không.